Trên giấy tờ nó viết cái quái gì vậy hả Ngộ Không? Quan huyện đang tin tìm thợ cắt tóc đó sư phụ à. Ờ, gì hả? Tiền bạc không thành vấn đề. Sư phụ nè, sư phụ biết cắt tóc hay không vậy sư phụ? Cắt thì ta không biết. Hả vậy hả? Nhưng mà cạo trọc thì ta rành lắm con. Ờ, vậy cắt thử đi sư phụ. Ê, sư phụ nói là không có biết cắt mà. Quỳnh giỏi thì cắt đi ấy. Rồi, để ta thử một lần coi sao nha tụi bay. Biết đâu kiếm được thêm chút tiền nhậu nữa. Lão Tôn ủng hộ sư phụ nè. Lâu rồi thì trò mình chưa được quẩy đó nha. Ok, con dứt xuống đi Ngộ Không. Bám bao đại nhân, thợ cắt tóc đã xuất hiện rồi đại nhân ơi. Ông từ đâu tới? Nghe nói ông tới từ China, chai nước gì đó đại nhân à. Ông đã hai lần đoạt giải cây kéo vàng của chùa rồi. Vậy giỏi quá, chúng ta đi qua gặp ông mới được. Nhanh 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 lên. Bần tăng chính là cây kéo vàng khe. Mong thánh tăng cắt tóc cho lão nha. Ta đã già từng này, chưa bao giờ được ta tu he hết, hay còn gọi là khắc hình trên tóc à. Xin thánh tăng khắc cho ta con tắc kè trên đầu á. Rồi, ông đứng dậy trước đi. Ta rất muốn đổi cho mình một kiểu tóc thiệt là độc đáo, để đăng trên Facebook cho nó ngầu. Nhưng mà ở đây không có thợ nào làm hết à. Con dùng phép cắt tóc cho ổng được không? Hả? Xui chồng rồi, trong số 72 phép mà ta học được không có phép nào cắt tóc hết nên ta cũng bó tay. Để cũng bó chân luôn. Nhưng mà ta biết có một chỗ giúp cho ông thực hiện được đam mê này đó. Là chỗ nào vậy? Chú khỉ vàng chỉ cho ta đi. Ông ta sẽ hậu ta ăn chục ký chuối hậu. Ông lên Sài Gòn tìm địa chỉ của Baby Shop Vũ Trí. Họ là hệ thống có các chi nhánh trên toàn kinh thành luôn đó. Thương hiệu Vũ Trí đã ra đời gần 30 năm nay, được rất nhiều các vị thần tiên tin dùng. Thiệt không dễ. Cái thời hoàng kim mà Lão Tôn còn xiết khỉ ở trong showbiz, thường gặp các vị thần tiên cắt tóc ở đó đó. Nè, để ta kể cho nghe nè. Sư phụ ta mà có tóc như ông đó hả? Ta cũng hú ổng đi Vũ Trí thường xuyên rồi. Lão Tôn đã tư vấn cho ông hết trơn hết trọi rồi đó. Nhưng mà ta không nhận chuối học đâu. Ông đổi chuối học thành tiền mặt cho ta đi. Nè, ông đổi đi để thầy trò ta còn ra ngoài lắc lư nữa. Nhanh lên đi.